đại biểu quốc hội được lobby cho các nhóm lợi ích trong trường hợp nào. Trong tuần qua, một bộ phận không nhỏ của dư luận phi chính thống đã công kích nhiều phát ngôn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa 14. Họ bình luận rằng những đại biểu quốc hội đưa ra các phát ngôn này không thực sự đại diện cho quyền lợi của người dân hoặc không đủ kiến thức, trí tuệ để làm việc. Nhân đó, nhiều tổ chức cá nhân chống đối cũng tận dụng dư luận để công kích tính dân chủ của nhà nước Việt Nam. Cụ thể, dư luận phi chính thống đã công kích ít nhất 6 phát ngôn của các đại biểu quốc hội. Một là việc đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị xử phạt nghiêm người uống rượu bia khi tham gia giao thông, thay vì đánh vào ngành sản xuất rượu bia. Đề nghị giao việc xây dựng dự luật về vấn đề này cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay vì Bộ Y tế. Và công khai tuyên bố rằng mình có quyền bảo vệ, lobby cho ngành sản xuất rượu bia nếu điều này là chính đáng. Dư luận phi chính thống bình luận rằng qua việc ông Quốc có quan hệ với các doanh nghiệp rượu bia, có thể thấy ông đại diện cho nhóm lợi ích thay vì nhân dân. Bất chấp một thực tế rằng, trong mô hình dân chủ tư sản mà họ ca ngợi, việc đại biểu quốc hội đại diện cho nhóm lợi ích là một hiện tượng bình thường. Hai là việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ nói ông nhận trách nhiệm trong một số vấn đề liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Những người công kích cho rằng việc ông nhạ nhận trách nhiệm không khiến ông phải trả giá dưới bất cứ hình thức nào và cũng không giúp cải thiện chất lượng của nền giáo dục. Ngoài ra, nhiều người công kích cũng mượn dịp này để nhắc lại rằng cách đây tròn một năm ông nhạ từng đề nghị đổi từ học phí thành từ giá dịch vụ đào tạo ngay sau khi tổng cục đường bộ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đổi từ trạm thu phí sang trạm thu giá. 3 là việc bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói rằng hiện nay không có cơ chế để kỷ luật các cán bộ do dân bầu lên. Trong khi điều bà bị trong khi điều 78 luật cán bộ, công chức đã quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. 4. Là việc quyền chủ tịch tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân từ chối chức vấn về vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh với lý do bà không phụ trách vấn đề giáo dục. <laughs> trong khi Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Những người công kích bà Xuân và ông Vinh bình luận rằng hai vị này không có đủ kiến thức pháp luật để đảm nhiệm những chức vụ hiện tại của họ. Năm là việc thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Trần Quang chịu kiến nghị sớm tính giải pháp huy động vàng USD trong nhân dân. Đảng Việt Tân tuyên truyền rằng Phát ngôn này cho thấy nhà nước Việt Nam sắp vỡ nợ nên muốn tổ chức một đợt quyên góp tuần lễ vàng tương tự năm 1946 để cướp vàng USD của dân chúng. Tuy nhiên, thông điệp tuyên truyền này sai sự thật vì ông Triệu không đề nghị quyên góp mà đề nghị thúc đẩy người dân đưa vàng USD vào lưu thông nhiều hơn, tránh việc Việt Nam phải vay nhiều vàng và ngoại tệ từ nước ngoài. 6 là việc Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói rằng không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Dư luận về phát ngôn này sẽ được phân tích rõ hơn trong một tin sau. Như vậy, một số lời phê bình nhắm vào các đại biểu quốc hội là có cơ sở, trong khi số khác thì không. Tuy nhiên, do có khá nhiều phát ngôn gây tranh cãi của các đại biểu quốc hội xuất hiện trong cùng một thời điểm, dư luận mạng nói chung đã phản ứng trước hiện tượng này một cách tương đối tiêu cực. Trong khi dư luận trung lập tỏ ra hoài nghi về trình độ, tính đại diện của các đại biểu và khả năng thay đổi của nền giáo dục, giới chống đối tập trung công kích năng lực làm việc, tính dân chủ và tính liêm chính của hệ thống chính trị Việt Nam. Một số cá nhân chống đối cũng nhắc lại phong trào tẩy chay bầu cử quốc hội mà họ phát động năm 2016. Sau khi xem xét vấn đề, Chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến. Thứ nhất, khi người dân Việt Nam nhiệt tình theo dõi các hoạt động nghị trường và nhiệt tình dùng dư luận để gây sức ép lên các đại biểu quốc hội, ta không thể nói rằng hệ thống chính trị Việt Nam hoàn toàn phi dân chủ. Hệ thống chính trị của Việt Nam có sẵn nhiều cơ chế dân chủ, vấn đề là các bên tham gia có biết sử dụng chúng một cách hiệu quả hay không. Thứ hai, việc đại biểu quốc hội lobby cho một hoặc nhiều nhóm lợi ích vốn là thông lệ ở hầu hết các quốc gia chẳng hạn trong nghị trường Mỹ, không ít đại biểu công khai lobby cho các nhóm lợi ích liên quan đến các công đoàn hoặc các ngành công nghiệp vũ khí, dầu mỏ, tài chính, vân vân. Vì vậy, đại biểu Dương Trung Quốc có quyền lobby cho ngành sản xuất rượu khi ông đảm bảo hai yêu cầu. Một là ý kiến của ông không trái với ý kiến của tập thể cử tri tỉnh Đông Nai mà ông có trách nhiệm đại diện. Hai là ông mạch hóa những lợi ích mà các doanh nghiệp sản xuất rượu đã mang lại cho ông. Chừng nào ông Dương Trung Quốc chưa làm hai việc này, quyền lobby của ông vẫn còn rất mong manh, dễ dàng bị dư luận phản đối. Thứ ba, theo nguyên tắc dân chủ đại diện, chỉ những người có đại biểu trong quốc hội mới có quyền tác động đến công việc của quốc hội thông qua đại biểu. Vì vậy, sau khi giới dân chủ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội khóa này, họ không có quyền phàn nàn rằng các đại biểu quốc hội không đại diện cho tiếng nói và lợi ích của họ.